Chương 1 GTNV. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. G1 Dương Lãnh Ân Linh, nó. Bini. 17T, người Lai Việt, Pháp, gia thế. Là nhị tiểu thư tập đoàn Dương Hoàng lớn nhất thế giới về công nghệ và đá quý, tính cách lạnh lùng chỉ đối xử tình cảm với người trong gia đình và hai con bạn thân, làm việc luôn suy nghĩ kỹ càng, quyết đoán. Là người nắm trong tay đầy quyền lực nhưng vẫn nghe lời tuyệt đối người anh song sinh của mình, ngoại hình. Cao 1m65, sở hữu gương mặt xinh đẹp như búp bê đầy thu hút, body chuẩn siêu sao, đôi mắt huyết thừa hưởng từ mẹ, to tròn cùng hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi vừa với khuôn mặt, làn da trắng hồng, mái tóc dài màu xanh đen được uốn cong phần đuôi, đôi môi đỏ hồng hình trái tim đầy đặn, tài năng. IQ 200 đã có 3 bằng đại học của các trường danh tiếng thế giới. Giỏi giang về mọi mặt nhất là điều hành quản lý, là ban chủ ban Black Angel, BA, lớn nhất thế giới ngầm. Đai đen karate và taekwondo, chủ yếu sử dụng tay là chính, 2. Vương Hoàng Thiên Lam, nhỏ. Tây. 17T, người Lai Việt, Nhật, gia thế. Là đại tiểu thư tập đoàn Vương Hoàng lớn thứ 2 thế giới về lĩnh vực thời trang, tính cách hoạt bát, thân thiện, dễ gần, sáng nắng chiều mưa tối lâm râm. Siêu quậy siêu cứng đầu, là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong khá là yếu đuối, ngoại hình. Cao 1m55, tuy thuộc dạng nắm lùn nhưng 3 vòng của chị này rất chuẩn, gương mặt tự thiên sứ, đôi mắt to màu cà phê sáng long lanh, mi dài cong vút, mũi cao vút thẳng tắp, môi đỏ chúm chím, nhìn là muốn cắn một cái o, da dẻ mịn màng như con nít, trắng không tì vết, mái thưa tóc nâu bồng bềnh sung mượt. Khi cười có má lúng một bên rất là kiêu, tài năng. IQ 200 cũng đã có 3 bằng đại học của các trường danh tiếng thế giới, là công chúa bang BA, tuy không biết võ nhưng chị này rất là lanh nha, sử dụng công phu tùm lum tùm la khi không có vũ khí, chuyên sử dụng vũ khí đặc biệt là phi tiêu, 3. Trang Anh Thư, cô. Seeker. 17T, người Việt chính gốc, gia thế là tiểu thư tập đoàn Trang Thị lớn thứ 4 thế giới trong lĩnh vực nội thất do mẹ và chị gái quản lý, ba mất, tính cách vui vẻ. Nữ tính, thông thạo nữ công gia chính chắn và rất tâm lý, ngoại hình. Cao 1m70, chân dài của nhóm đó ngưỡng mộ, body chuẩn, đẹp dịu dàng, đôi mắt màu tím hút hồn, con lai nên mắt to, da trắng giống mẹ, mũi cao, gương mặt thanh tú, tóc ánh kim lấp lánh ngang vai, nhìn chung cô nàng mang vẻ duyên dáng rất châu Á, tài năng. IQ 199, 200 giỏi, cũng đã bằng đại học không kém hai nhỏ bạn. Là ban phó của ban BA, đai đen karate và biết một ít về kiếm Nhật, chuyên sử dụng tay là chủ yếu, bọn nó đều sống chung tại Hàn Quốc, vì cha mẹ ba người đều là bạn thân với nhau. Được thế giới ngầm mệnh danh là bộ ba ác ma, boy 1 Dương Lãnh Hàn Kỳ, anh. Ivan. 17T, anh trai song sinh của nó, già thế giống nó là chuyện đương nhiên, tính cách lạnh lùng y như tảng băng bắc cực, lạnh khốc, tàn nhẫn, thay bồ như thay áo. Cực kỳ nghiêm khắc với em gái nhưng không vì vậy mà không thương nó. Thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, ngoại hình. Cao 1m88, siêu cấp đẹp trai siêu men lì, thân hình siêu mẫu, gương mặt đẹp một cách tà mị đầy thu hút, tóc màu nâu đỏ, phần mái bồng bềnh rủ xuống che một bên mắt trông rất lãng tử, khi cười lộ răng khểnh nhưng ít người biết, chỉ có nó và bọn hắn biết, anh này mà cười là coi như hôm đó bệnh viện kín chỗ, mũi cao, mắt xám tro lạnh lẽo. Hot boy no, một trường MT, tài năng. IQ 201, 200 thông minh đã có nhiều bằng đại học đi học là do ba mà bắt ép. Ban chủ ban US đứng đầu thế giới ngầm ngang hàng với ban BA, thông thạo tất cả các loại võ, sử dụng chủ yếu cả tay và chân. 2. Trần Khánh Lâm, hắn. Ken. 17T, con Lai Việt. Anh, gia thế. Là thiếu gia tập đoàn nhà họ Trần lớn thứ 3 trên thế giới về lĩnh vực hàng điện tử, tính cách kênh kiệu, nóng tính, khó gần, lăng nhăng, chọn đại một bé trong hàng dài gái đứng xếp hàng chờ đi chơi vài tiếng sau đó là cho vào sọt rác thẳng tiến, ngoại hình. Cao 1m86, body siêu mẫu, đẹp trai ngất ngây, gương mặt baby đáng yêu, tóc vàng nâu vuốt dựng tinh nghịch, đôi mắt hổ phách mạnh mẽ, mũi cao. Hot boy no, 2 của trường MT, tài năng. IQ 200 cũng như thằng bạn, là phó ban US. Cánh tay phải đắc lực của anh. Đai đen karate và taekwondo, chủ yếu sử dụng chân. 3. Đinh Vũ Phong, cậu. Ren. 17T gia thế. Là con trai của chủ tịch tập đoàn các lớn thứ 5 thế giới, mẹ mất, tính cách ấm áp, vui tính, dễ gần, là quân sư của nhóm, điềm đạm và trưởng thành, ngoại hình. Cao 1m86, điển trai cực kỳ, mang vẻ đẹp thiên về trường phái châu Âu lịch lãm, phong độ, ánh mắt đầy hút hồn màu nâu cà phê, tóc đen, dày. Thân hình vạm vỡ đầy men lì. Hot boy no, 3 của trường MT, tài năng. 199, 200 như hai thằng bạn, là phó ban đi viên. Cánh tay trái của anh. Đai đen karate, chuyên sử dụng độc dược. 3 anh chàng được thế giới ngầm tôn sùng gọi là tam ác thần khát máu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.